Đầu cái set AK GXC41D. Còn nó để GX đầu là những đầu từ kính không có mòn nha. Nên là con máy này nhìn vậy chơi cũng tốt lắm. Bây giờ là chúng ta khi chúng ta chơi con máy này chúng ta lưu ý vài thứ như thế này. Thứ nhất là cái chế độ băng. Băng normal thì chúng ta chọn chế độ normal. Băng CR2 chúng ta phải chọn chế độ CR2, băng chế độ CR. Nó ghi rất rõ ở đây nha. Còn cái DENLX này thì chúng ta ốp đi ha. Gạt lên ốp. Khi phát thì như thế. Đó là cái lưu ý về chế độ băng là chính. Và cái máy những cái đời trước á, nó ghi con máy này nó trang bị cái bo cái phần bo bias cho cái phần ghi á, thì phần normal rất tốt nhưng mà cái phần chrome á nó không bằng. Nhưng nó vẫn ghi được nhưng mà nó không bằng băng normal. Mà nếu chúng ta mà cố ép để ghi được băng chrome thì băng normal nó sẽ không đạt. Đấy là cái điểm nhược, cái nhược điểm của máy này thôi, còn lại phát còn đúng hết rồi. Mình làm hết rồi. Tốn rất nhiều thời gian cho cái vụ mà điều chỉnh cái phần ghi. Phần ghi tại vì mình điều chỉnh cái mức bias cho cái phần normal rất là tốt rồi. Chuyển qua băng chrome á thì cái tín hiệu nó hơi nhỏ hơn băng normal trong quá trình ghi vào. Cho nên chúng ta sẽ rất là khó canh cái đèn này. Thì khi chỉnh được cái tín hiệu chrome cho tốt lên thì về tín hiệu normal thì nó sẽ quá trội, nó quá cao, chúng ta cũng rất là khó. Về kỹ thuật ghi, nếu mà mình ghi thì mình ghi rất là ok, nhưng mà đôi lúc anh em không quen khó ghi lắm, nên chúng ta chơi nọc bàn ghi thôi ha. Còn chờ rôm thì chúng ta kiếm mấy con máy đó ba đầu từ có ca bias calibration đó, ghi ví dụ như V7 trở lên, V7000 trở lên, hoặc là Sony 363 trở lên thì chúng ta ghi rất tốt về băng chờ rôm. Chúng ta chơi test cho tần số cho anh em an tâm dùng. Chứ còn thật ra máy mình làm mình đã kiểm tra hết rồi. Về tần số phát, chúng ta đăng kim thì chúng ta đều thấy đều hết rồi đúng không? Không có bị sai lệch thông số. Và trên sóng, chúng ta tăng cái này lên, rồi lần lấy tín hiệu sóng. Nè. Đó. Thấy chưa? Rất đẹp. Rồi, đúng. Phát đúng rồi. Tiếp theo chúng ta kiểm tra cái gì nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần azimuth và phần tốc độ. Thực chất thì con này tốc độ motor này là motor AC. Nhưng lúc đầu tốc độ nó sai thì mình nghĩ là mấy cái tụ người ta thay sai một số, như mình check cái service manual của con máy á, thì con này máy này nó không có 41 thì không có, mình tìm không có cái service manual, nhưng mà nó lại có service manual của 39D. Thì cái mạch motor với lại cơ nó dùng nhau, giống nhau hết, nó chỉ khác phần mạch phát và mạch ghi thôi. Con này xuất âm bằng hai cái cục cái ngáp nhỏ, mình thấy bên phần ra thì âm thanh rất là ok đấy. Tại vì những cái dòng máy nằm này của Akai thường là xuất âm bằng cái ngáp. Mình lật cái mạch lên thì thấy ngay cái gì đâu. Chúng ta check cái phần azimuth xem sao. Rất là đẹp, azimuth của con máy nó đẹp lắm. Cái cơ này là lúc trước thì nó vẫn vận hành, nhưng mà nó vẫn vận hành bị sai thông số kỹ thuật ở chỗ là vì sao. Cái reel này mình sẽ bật play cho anh em nhé. Cái lực kéo này này là nó có trượt lên một cái bố, mà khi mà cái bố này nó cũ rồi á, thường mình nghĩ bố cũ thì nó sẽ nhẹ, nó sẽ trượt trên bố nhẹ hơn, nhưng không phải. Nó lại nặng hơn. Khi mà nó nặng á thì nó sẽ căng dây băng ở trên cái, nó kéo trên cái bánh tì ép trên cấp tăng này, nó sẽ không đúng kỹ thuật. Có nghĩa là cái này phải vừa, nếu mà làm á thì người ta sẽ có một cái băng để đo cái lực kéo đấy, lực kéo reel này. Nhưng mà mình làm nhiều kỹ thuật á thì mình không cần cái băng đấy cũng được, tại vì nó kinh nghiệm rất nhiều máy mình làm mình cũng đều kiểm tra cái lực kéo này đấy, ví dụ như con này cũng vậy. Chúng ta rất là dễ, không khó đâu. Chúng ta tóm lại cái này là kinh nghiệm làm, mình chỉ cần rờ vào là mình biết cái lực nó đủ hay không đủ, đủ tải không đủ tải, mình chỉ rờ vào này nè, tại vì nó gọi là kinh nghiệm mà. Chứ mua băng giờ nó không thế, nó không có bán ở trên eBay, nó vẫn có bán kéo đo cái lực kéo reel này.
Rồi xong cái view sau rồi nè. Không biết là trước kia người ta dọn người ta bỏ cái lò xo đi hay là bản thân thiết kế nó là như vậy. Rồi, nhưng lúc mà mình đem về thì mình quay phát nó chạy o o, có nghĩa là nó khi mình bật tua thì mình thử cái lực này nó không có lực hãm. Thì mình đã cho nó một cái lò xo nhỏ vào để cho nó hãm này, nó không có chạy o o nữa mà nó có cái lực nặng để cho nó căng cái sợi băng ra. Khi nó ép trên cái đầu tự, tại vì mình đầu tư là đầu tư kính và cái đầu và single cấp tăng, cho nên là chúng ta phải có kỹ thuật xíu chứ không là cái sợi cái băng nó không có ép lên đâu. Mà khi nó không ép lên thì nó vẫn hát nhưng mà nó không có ổn định và khi ghi nó sẽ không chính xác. Khi chúng ta test tần số thì cái độ ổn định trong tần số nó sẽ nhịp nhịp nó sẽ chạy lên chạy xuống. Và chúng ta test thử cái con 12.5 thử nữa, cái đầu từ này nó lấy dữ liệu được không. Nó tốt đây nè, chúng ta hoàn toàn là biết được. Đấy, 12.5 nó đẹp quá, lên rất cao. Nếu không phải đầu từ kính là anh em đừng có nhầm tưởng đầu từ kính là tiếng nó tốt rồi nhé, tại vì hãng thiết kế nó tính hết trơn rồi, mình không cần phải ngồi kháng hay là. Còn tiếng nó tối là do linh kiện hoặc là mấy anh nó bị sai á, chứ tiếng này sáng tiếng hay lắm, tiếng chép tiếng đồ đầy đủ, không có thiếu gì hết trơn đâu. Chúng ta test cái tốc độ, tốc độ này sai chúng ta điều chỉnh tụ thôi chứ còn cũng khó mà xử lý lắm, tại vì lúc trước có người ta họ thay cái dây này mình cũng không để ý đâu. Cái dây này là cái dây sim á, sim cho mấy cái máy á, chứ không phải mình dùng dây loa này sai rồi. Thứ nhất là tiếng chạy nó bị méo, nó bị rung tiếng, nó không có đều, tại vì cái này nó thiết kế không phải cho dây chúng ta dùng dây loa. Đấy, thứ hai nữa là cái tiết diện này nó cơi lên, cho nên là khi nó chạy cái poly nó sẽ có, nó giống như là cái poly nó to ra vậy thì nó sẽ nhanh tốc, chúng ta rất là khó điều chỉnh. Nó trượt nữa, chưa nói là nó bị trượt. Rồi, ra test giờ tốc độ thì quen kê rồi, ngon rồi. Coi bài kỹ nữa. Đẹp, không lật pha kìa. Do mình căng cái rìu đằng sau nên là giờ nó không có lật pha ở đâu. Rồi, chúng ta chơi thử bản nhạc xong rồi chúng ta bỏ cho chúng ta bắt đầu chúng ta thử là ghi xong bỏ lên con Naka phát, phải không? Để chúng ta có cái hình dung nó rõ ràng hơn. Băng này băng chrome, tay gạt xuống. Băng này băng chrome nhé. Ta nghe từ đầu cho nó có hấp dẫn rồi đó. Mọc tiếng cối, mấy anh cối sản xuất cùng thời nó lại. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng mà sẽ tàn. Tiếng rất là tốt không? Cái trung âm rất là lồng lộng, hay đó. Ok. Nhìn nó vậy, giá đầu tư cũng mềm. Mấy của người ta nha, không phải mấy của em đâu. Mở nó lại chơi âm thanh rất là ok. Chúng ta băng này băng Norman, ta chọn chế độ Norman. Còn cái phân biệt chế độ băng thì có video đó nên đấy tự tìm hiểu. Chứ về có chọn lung tung chế độ băng, có còn phát không giống ai mà ghi cũng chả giống ai trơn trọi. Ghi lưu ý
Ở trên đây nó có một cái mức gạch màu màu khoảng trống rồi nè, thì chúng ta ghi từ cái khoảng trống này giống cộng 3 dB trở lại đó đây nè, để ý mình ghi, để ý mình ghi rồi hãy làm theo là được. Chúng ta sẽ chọn bảng trước 75 để chúng ta ghi đi ha. Con này làm rìa hình như có một nút nhấn à, rất là hay, nhấn nút này là chúng ta tự làm rìa được con rồi, con làm cành đào còn phải không cần phải nhấn nhiều nút. Rồi ok, chúng ta bấm red play. Nhạc em chưa? Không biết nhạc này đã gắn vào chưa ta? Rồi chưa gắn ở dưới. Ờ chưa. Chưa gắn cái dây line in cho nên chúng ta chờ chút nha. Điều chỉnh hai cái này cho sao cho nó đều cái kim. Cái vu rất là khó canh. Tại vì nó không có nhạy như đèn nên là suốt cái đời trước này là nó ghi không có đạt đâu, nhưng mà con này sao nó ghi khá tốt. Khó nhưng mình canh nó mệt nhất là cái phần bé, tại vì nó có hai từ nên là chúng ta canh làm sao. Thứ nhất là cái sóng nó không bị biến dạng ở cái cường độ cao, thứ hai là âm thanh nó không bị đù đi hoặc là không bị xé. Đấy là những cái chúng ta phải nghe và chúng ta phải đo đếm và có kinh nghiệm mới làm được, chứ còn bây giờ chỉnh chọt này nói thiệt là ai cũng chỉnh được, lên trên service manual nó chỉ hết trơn, cứ gọi bạn tá lạ hết lên. Thì không có kinh nghiệm hoặc là làm ít máy quá thì đôi lúc nó chỉnh không có tới, chứ còn chỉnh thì anh em ai chỉnh cũng được ha, nó cũng không phải là máy cứ hô con chỉnh là xong là ngon đâu ha. Ok, tiếng rất là ok ha. Chúng ta kiểm qua đây này để chúng ta biết được cái chất âm ghi, mức bass ghi, tiếng nó có bị xé không, thả ra đúng rồi. Tình tôi anh đền lâu vì mai đây tôi xa cách kinh thành, mong trường chim khói đi
quá tốt rồi. Rồi xong, chúng ta tiếp tục chúng ta nghe lại quá. Ok rồi, con máy hai từ vậy là đẹp, vừa chơi vừa ghi băng chơi, tự ghi chơi. Cái nọc man á như là ghi tốt nha, nối rồi nha. Cái chờ rôm thì chúng ta vẫn ghi được chứ không phải không được, nhưng mà cái mức âm lượng nó hơi nhỏ một chút thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra đằng này băng chờ rôm, chúng ta chọn cái này chờ rôm. Băng chờ rôm phải chọn chế độ chờ rôm nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi nha, có nhiều đấy không, có nhiều đấy không mà còn quên nữa thì bỏ tay luôn á. Đây là cái mức ghi của băng chờ rôm, cũng rất là tương đối nha, nhưng mà nó không bằng nọc man thôi chứ không phải là nó không ghi được. Lưu ý nha, nghe thử này, nghe thử mức ghi của nó này. Nhưng đưa xuân vội đi theo khói chiến giờ gian trong cuộc đời nên chơi trải nghiệm cơ kiết đoạn kiểm tra lực kéo lực độ hết trơn rồi. Giờ cô rò thầy rồi.